Tôi đi vào câu hỏi số 4 này. Câu 4 ấy, tôi bảo ta là dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxy hóa khử là. Dấu hiệu để nhận biết phản ứng oxy hóa khử là. Đáp án A là thấy tạo ra chất kết tủa. Đáp án B là nhận thấy tạo ra chất khí. Đáp án C là có sự thay đổi màu sắc. Và đáp án D là có sự thay đổi số oxy hóa. Đâu là cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết là cái phản ứng này có phải là phản ứng oxy hóa khử hay không? Thứ nhất, nếu thế là ra kết quả, ta có thể kết luận đấy là phản ứng oxy hóa khử hay không? À, câu trả lời là không đâu. Ở A ta nhận thấy này. Thì lấy ví dụ, nếu cho phản ứng của sắt cộng với muối đồng sulfat thì nó sẽ tạo thành gì? Nó sẽ tạo thành sắt sulfat cộng với đồng. Rõ ràng đây là phản ứng có sự tạo thành kết quả đồng. Nhưng mà đây số xóa là không này, sắt là không, cộng 2 này có sự thay đổi số xóa nên đây là phản ứng oxy hóa khử. Nhưng cũng có cái phản ứng này nữa thì lại không này. Nếu bây giờ em cho natri và hormone cộng với bảng nitrat, đây là phản ứng trao đổi đấy mà. Ta đã biết rồi, sản phẩm của nó sẽ là tạo ra hai muối mới, muối bảng và hormone và muối natri nitrat. Natri nitrat thì ta tốt trong nước, trong khi đó bảng và hormone là một chất kết tủa màu trắng. Em nhận thấy này, natri số số này là cộng 1, clo là 1, bảng là cộng 1, nitrat là 1. Thì sang đây natri số xóa hóa trong hợp chất xin lỗi bạc trong hợp chất bạc clo luôn thì bạc cũng có số xóa là cộng 1, còn clo vẫn là âm 1. Natri ở đây vẫn là cộng 1, nitrat ở đây vẫn là âm 1. Có nghĩa là không hề có sự thay đổi gì về số xóa hóa cả. Đấy. Vậy là chúng ta có hai cái phản ứng tạo ra kết quả. Những phản ứng thứ nhất là thuộc loại phản ứng oxy hóa khử, phản ứng thứ hai không phải phản ứng oxy hóa khử. Đấy, cái khác là việc nhìn thấy có sự xuất hiện kết tủa không thể coi đó là cơ sở để kết luận là đó là phản ứng oxy hóa khử được, đúng không? Ý B thiết tạo ra chất khí. Thì bây giờ thầy lại lấy cái ví dụ này. Ví dụ như em cho kẽm tác dụng với axit clohidric, nó sẽ tạo thành kẽm clorua cộng với hydro. Kẽm là đơn chất có số xóa là không. Khi sang hợp chất kẽm clorua này, em sẽ thấy này, clo số xóa âm 1 thì kẽm ở đây sẽ có số xóa là không, cộng 2. Hydro đây có số xóa là cộng 1 thì sang đây có số xóa là không. Rõ ràng đây là phản ứng oxy hóa khử, vì kẽm đã thay đổi số xóa từ 0 đến cộng 1, hydro từ cộng 1 này phải không? Nên đây là phản ứng oxy hóa khử. Bây giờ tôi lại quan sát một cái phản ứng khác nữa mà có sự tạo thành cái khí. Đấy là ta cho muối canxi carbonat vào cộng với axit clohydric. Sản phẩm của nó sẽ là gì? Muối canxi clorua nhé, cộng với khí CO2 bay lên và cộng với nước. Ta cũng dễ nhận thấy này, canxi trong trường hợp này là có số xóa là cộng 2. Ở đây nó cũng là cộng 2. Carbon ở đây nó có số oxy hóa là cộng 4, thì sang đây nó cũng là cộng 4. Em dễ dàng tính được. Hydro ở đây đang là cộng 1 thì ở đây nó cũng là cộng 1. Clo đang ở chất tham gia phản ứng là trừ 1 thì sang bên sản phẩm cũng là trừ 1. Tất cả các nguyên tố đấy không thể có sự thay đổi số hóa mặc dù có sự tạo thành chất khí. Vậy thì nhìn vào phản ứng và thấy nó có sự tạo thành chất khí không đủ cơ sở để khẳng định rằng đó là phản ứng oxy hóa khử nhé. Cái ý C cũng tương tự như vậy, có sự thay đổi về màu sắc không? Sự thay đổi về màu sắc cũng không thể kết luận là phản ứng đó là phản ứng oxy hóa khử được. Và cơ sở để khẳng định đó có phải là phản ứng oxy hóa khử
cử hay không là dựa theo cái sự thay đổi về số siêu hóa. Nhưng trong câu hỏi này có phần hơi khập khiễng một tí là cái chỗ này. Sự thay đổi về số siêu hóa là cái thứ mà mắt chúng ta không thể nhìn được, tay chúng ta không thể sờ được, tức là không phải là những cái thứ mà chúng ta có thể quan sát bằng mắt được, giống như là cái tổ, giống như là khí, giống như là màu sắc. Vậy thì ở cái câu 4 này, ý nghĩa của nó chỉ là nhắc nhở cho các em một điều rằng là thấy là thể tổ hay là thể chất khí hay có sự biến đổi màu sắc thì chưa đủ cơ sở để khẳng định đó có phải là phản ứng oxy hóa hay không. Nó cũng có thể không, như ví dụ thì vừa mới đưa ra. Và phản ứng oxy hóa phải là phản ứng có sự thay đổi về số oxy hóa.